Đây các bác nhá, hàng bộ khủng chân vuốt con này phải được 3-4 mùa rồi. Dám chẽ. Con này chân anh nhìn đây phải lột không? Cái chân màu hồng hồng chỗ kìa. Gót đằng sau. Ở đây cái chỗ kìa trông như lột không đen gì. Đây à? Không phải, không phải, không phải. Không phải. Bộ cực to anh em nhá. Hôm nay khai xuân như thế là đạt rồi. Chào mọi người nhá. Hôm nay là năm là ngày đẹp với mình. Thì hôm nay mình sẽ đi khai xuân. Em có được em hay không? Đây anh em nhìn này, ngồi của mình đây. Đó, ngồi trên xe đó. Rồi ok, em đợi clip của mình nhá. Máy máy nó thúc thế kia không nhảy xuống thì lạ. Máy máy bổ ui gần quá kìa. Chết. Ê, ok xong nhá. Ô đúng là mùng năm có lộc à. Đẹp. Con ở đằng này còn lúc này mà xoay cánh nhé. Đấy. Sang rồi sang rồi sang rồi. Nhìn lên lòng đấy. Sang rồi sang rồi. Ché đi mà nãy ché rõ ràng nhưng mà không chế nào. Đây. Sang tiếp em. Nó phải sang cái cành to này, nó đang ở cành khô bên kia. Đấy. Cánh tốt phết này. Càng dần sâu cánh càng tốt. Đấy. Ui, càng ấy, múa cánh ấy, càng ấy. Khai xuân liệu được em nó không? Đời sang rồi, sang cánh gì rồi. Sang gì rồi. Con này nếu cuốn kiểu này toi. Hay ghê. Rồi, cánh sẽ đèo. Vừa nãy đéo, vừa nãy chế thế mà về gần không chế nhỉ? Xích chìm đến mà. Nó chế loạn này. Con này chết. Cuốn kiểu này to. Ít khi gặp được những chim ché. Đúng rồi. Ý. Ui, cánh. Ít cánh. To thế nhỉ. Con này bộ cũng to đó. Bộ ngang ngang ngựa mồi. Đào đi. Úp luôn được. Đang hàng khi cả đôi ra. Không, ít lắm. Nó không ít khi vào đâu cả đôi. Hơi như trống nhỉ. Đã có đùi nữa đến nhỉ. Đùi nữa đến à. Chỉ ngọn rồi. Chắc có khi đuổi con này đi mất. Chưa chắc. Con này dám chế nó là đồ đản rồi. Nó đéo dám đéo hút con nào rồi. Đi mẹ chơi. Càng gần mồi càng chơi hay anh nhìn kìa. Đấy xuống kìa. Lại lên đuổi con kia rồi. Đuổi con kia rồi. Đúng rồi. Ui ui. Có kia cũng phải vừa kìa. Ui ui. Bên đàn bên canh kìa. Ui. Lên để đuổi. Đang đuổi đánh nhau. Còn trên ác lắm. Chế phát à. Lên đuổi dễ chế lắm. Ấy lại xuống. Ôi giời ơi. Môi chế. Đây. Nó xuống đấy à. Nó lại xuống đây này. Chứ con trên kìa. Con trên nó bỏ đi hay vẫn trên nữa. Vẫn trên ngọn nữa. Con dưới đánh con này đã. Con bịt lại chơi hay quá anh ơi. Cái này càng hay. Đấy, vẫn ngàn trên nhỉ. Ra đứng, nữa. Nhìn máy quay nhìn dễ hơn. Mới đùi á. Đây này, nó lại ra đây. Đây con này. Mà đẹp này. Đây con mái, đây con trống. Đấy, đây này, đang sang này. Trên kia có một đùi nữa rồi. Một đùi vừa. Đây. Ra hẳn ngoài này. Cánh ui. Gần mồi mà. Cái cành này, đậu cành này đẹp hơn này. Cành con này. Cành con đây là cành, cành to vẫn được. Nhưng mà cành con này đẹp hơn. Cành con treo quả đẹp hơn. Thế treo là ăn cái cành con này. Kêu nó xe máy tầm này không á. Không thì chế nhỉ?
lê đào nhìn thích nhỉ. À. Mái thích tôi nhảy lắm. Ui, dê. Mái nó thúc thế kia không nhảy xuống thì lạ. Mái bổ, ui gần quá kìa. Chết, ok, xong nhá. Ồ, đúng là mùng 5 có lọc rồi.